Lái lại tôn nghiêm liền. Bây giờ lái lại tôn nghiêm liền. It's your turn to pick. Ready and willing to count sheep. Vương Nguyễn, khách đấu đây sao? Mặt cười chảy nước. Đây. Bây giờ hứa với anh em luôn, trận này mà không win nữa rồi xong. Để cho ông hơi ghê thiệt, còn trận nãy cho nó mạng lắc quá. Bây giờ tao đi em. Bây giờ tao đi, bây giờ tao đi. Nguyên Nguyễn, Murat nha. Được, game này đó không hay là game này đó là cho anh em cho. Sao chữ thứ hai. Đôi khi nó cũng phải lỗi chứ có gì đâu mà. Quay nhau mình xẹt xẹt mất tiêu. Nghĩa Lê, không tin theo anh dẫn đi chơi gái xã xôi cây cây. Tại SP vậy. Ui. Hàng rồi. Đi top đi, tụi mày đi top, Batman, Batman đi đi top. À, giờ còn Arum, chơi game mà khinh thường chợ. Chơi game mà khinh thường đồng đội. Huỳnh Gia Bảo, chuỗi thua mấy rồi anh? Trời biết cái à. Chuỗi hai thôi em. Thôi em nghiêng đi đánh tranh cao đi em, tậu em. Vô đây dài thôi chứ đánh đấm gì. Thật sự luôn á. Mình Trương chia Văn Nam, mãi không đi bằng gái được. anh với em chia tay ơi biến chưa anh em chia tay ơi đâu mua gặp lại chơi chơi tàu em quá đi ngày nay em thua với anh mấy trận rồi bay 8 trận chưa người ta thường nói ngày mưa Huỳnh rơi Gia Bảo, Dũng Pro D. ai ai Dũng bà rượu tao 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 theo cho ông Huy ơi Dũng ơi Dũng Dũng chơi game ơi Dũng chia tay xưa Dũng no bro cầm con gì con gì Nguyễn Thanh Huyến, hôm nay hiên chỗi bảy rồi đo huy hu hu. nào đây bây giờ làm lại nè bây giờ bao win luôn ok chưa bây giờ là bao win cho anh em luôn Twinkle, twinkle, little star. Huỳnh Gia Bảo, cậu bé thông minh gánh không nổi Dũng Pro. Rồi ok rừng tem bạn em bùi xanh trước. Nguyễn Thanh Hiến, huy chuỗi mấy rồi đúng là ngày thứ bảy toàn pha game gặp chầu không? Được được, game này từ từ bình tĩnh thôi anh em ơi. Rồi ok. Đó, bây giờ ông hơi im lặng một xíu. Ai lên kèo kìa anh em ấy kèo đâu? Ông hơi quýnh liền, có kêu là ông hơi quýnh khác liền. Không mà trận này phải chay hạt nha anh em ơi. Trận này phải chay hạt cho anh em cái. Từ level 4 này chưa ganh được đâu. Lê Gia Lâm, Lô Anh. Thấy cái RC đâu, đó, đó. Chờ từ từ các bay. Anh cứu, anh cứu, anh cứu, anh cứu, anh cứu. Tè tè, bỏ quanh rồng này, rồng này, rồng này.
Ông ơi có chân chạy nha. Hút sợ ma, Huy bắp bẩn mà. Edo mình đâu bay? Tụt mấy Edo sao chậm vậy? Tụt mấy Edo thì mình hơi chậm phê đó nha. Bác nè, mày đi trong mấy phút. Ừ. Mày hết ngỡ ra kèo hay sao vậy? Mày đã đang ăn rồng và thành tình tình. Lại cân 4. Im im im. Im đâu hơi tập trung mày gánh tìm cái phe này cái. Is it breakfast time yet? Nguyên Nguyễn, bóp lưng gì đẹp vậy? Bóp lưng 70.000 thôi em. Bóp lưng gì em à? Tao để chơi anh ship em một cái liền. Tên bạn sao mất sai ngày nay gom ôm vậy sao di chuyển? Đây 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 đây. Quay 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 hả? Ông Huy đánh thiệt cái tay khác hành liền em nha. Có giá gì không? À, không, anh mua anh nói dọn anh mua chứ đâu có bán đâu, anh đâu có buôn bán đâu. Phe này nè xuống luôn nha, nè xuống luôn á, bè thành. Nè xuống, nè xuống. Nào phe này chuẩn bị ra 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 chuẩn bị vô trụ chơi nè. Rồi ok. Đại thằng Quang lên. Trúng 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 trúng. Đại thần quan trúng một cu nào đó. Trụ được Ed ơi, trụ được nhanh, trụ vẫn kịp. Rồi ok. Xong phe này đòi lên luôn. Ed ơi mình gì đòi lên luôn. Đòi lên luôn Ed bây giờ bảo bên Batman ơi. Tự nhiên đánh thiệt cái thấy khá khắc hành anh em nhờ. Rồi hay rồi, hay rồi, hay rồi. Đủ. Sao phe đấy không khó được ấy? Áo vậy. Đại thằng Quang trúng kìa, đại thằng Quang trúng kìa. Đủ. SP thì mình đánh điếu thôi bây. Ông Huy thấy cái đại thằng Quang đang lên rồi. Mẹ kì. Phúc mắc cô, không cày top NK nữa à anh? Không. Nó cấm hoài rồi. Hay em ơi. Quay kêu đòi lên nào, Edo thì mình vẫn ở dưới này bây. Is it breakfast time yet? Từ từ Edo á, Edo này, Edo này, Edo này. Rồi ok. Bá chủ luôn nha. Đường dưới kìa, đường dưới kìa, đường dưới kìa. Quay mẹ mạng kìa anh em. Mạng kìa. Ức chớ không có anh em coi mạng kìa. Mạng nhọn chứ mạng gì. Trời ơi. Cái này là chết ông Huy ngay và luôn.
Should have gotten that third midnight snack. Từ từ, tôi một tôi lính nữa hả? Đại thằng quan kìa. Chà trúng thằng nào? Ui. Rồi tem mạng chết 4 rồi nha. Vậy. Đội quýnh ông hơi nữa chứ. Đại luôn AD, đại luôn hả? Cầm tương tu tự nhiên khác hẳn. Không ai thì mình làm vậy con rồng thôi. Rồi hay luôn. Ai cô vợ ông rồng ông hơi hết giày bay. Ê đâu mình đâu. Rồng này cô vợ. Rồi ok ông hơi lui. Đại thằng quan. Anh bùa đó luôn rồi, anh bùa đó đi rồi, anh bùa đó đi. I'm getting myself a cookie. I deserve that. Đồ nó lại cướp bùa xanh cũng hơi trong này rồi. Ai trên kia. Rồi bắt ông Huy. Trận hay dài không ai nói gì đâu. Chờ ông Huy phớ một cái là chữ. Nói ông Huy non này non nọ. Còn hay vậy, ngồi im ru hết. Mệt mỏi anh em chúng ta thiệt hả chứ. Thiệt. Buồn thật sự. Trọng Huy đánh hay vậy, ngồi im ru vậy, không nói gì đâu. Lô bé. Ok, chào Lâm nha Lâm ơi. Sách đào. Vương Nguyễn tại team BN gà. Tao anh tè nha. Tôi quýnh hay á thì kêu tem bạn kìa. Mà tôi quýnh dơ á là bắt đầu chứ tôi không nói tem bạn hay. Vậy sao lúc ông hay quýnh dơ phớ anh em không chịu là kêu tem bạn hay ơi. Đù bé đó. Sao mà số ông hay khổ dữ mày. Ông hay quýnh phơi kêu ông hay quýnh ngu. Mà ông hay quýnh hay thì tao kêu tem bạn tem đó kìa. Tại sao lúc ông Huy phó anh em ông kêu là tem bạn đánh hay mẹ đi. Đó ông Huy đỏ tôi thân. Đồng đội. Anh em. Ôi dồi ôi. Coi chứ Edo tem bạn bắt đầu nó lớn kìa, nó muốn bỏ đầu á. À quên. Tem mình cũng Edo level đâu, đâu Edo dáng. Mù đường kìa, nào mù mù có ông Huy làm, mù có ông Huy làm, mù có ông Huy. Nè có ông Huy làm. Ủa má nó chém gơ dữ vậy.